Và trước khi kết thúc, tôi gửi đến các bạn tham gia mạng xã hội một thông điệp. Thông điệp gì đây? Thứ nhất, nói chị nghe. Cái Google các bạn. Chị Google. Chị thông tin trên Google. Các bạn chỉ nên tham khảo, không nên tin. Ôi trời ơi. Google nên tham khảo, không nên tin, có nghĩa là chơi Google vậy là em giỏi hơn Google rồi. Thanh Trần giỏi, Thanh Trần giỏi hơn Google rồi. Ê, mà Google ở Việt Nam hay là ở nước ngoài vậy? Cái đó mình không biết nha, mà Thanh Trần vậy là Thanh Trần chơi anh hay chơi chị Google rồi. Vậy là Thanh Trần giỏi quá ta, chắc là thạc sĩ Khình này là giỏi hết tất cả quá, đụng tới cái gì đều chơi cái đó quá. Vụ gì vậy? Nha. Bởi vì thông tin trên Google nó sẽ không chính xác và bực thay đổi cập nhật liên tục. Thông tin trên Google không chính xác. Nè, như vậy là em chê luôn là báo kinh tế. Trên Google là chị chuyên coi giá báo kinh tế đó, vậy thì em chê báo kinh tế rồi. Rồi báo của cơ quan chức năng, ví dụ như báo Long An cũng ở trên Google. Rồi báo Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng Google. Rồi báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, báo Pháp Luật, nhiều báo lắm. Ủa em không tin hả? Vậy họ chỉnh sửa cái gì trong đó hả? Chứ báo kinh tế thì chị hay coi lắm á. Ngôn ngữ của em mà em không trọng nữa thôi rồi, hèn chi em khình cỡ đó là đúng rồi. Thanh Trần ơi, thiệt á. Ủa mà chị nói em nghe nè, em học thạc sĩ, chị hỏi thật nha Thanh Trần, chị hỏi tận đáy lòng đó. Em học thạc sĩ là em học từ xa hay em sách mà cặp đồ đến trường em học vậy? Thi có ai thi hộ không? Chào con, rất tên Đăng Nguyên. Em chào chị Như Như nha. Cô hỏi thiệt á, em chào chị Thùy Vân. Thùy Vân, em sorry. Em cộng đó cả nhà. Em thấy mà em đọc tới rồi bắt đầu quen nhìn mặt em đoán luôn. Ủa, thạc sĩ? Chị hỏi thiệt em á, khi em đi học mà thạc sĩ đó, chị không thấy bằng nhưng mà chị cho em là thạc sĩ đi nha. Tại vì chị dịp đầu bữa nay chị cũng nói là chị không có thấy bằng, chị thấy cái chụp cái hình ở ngoài giống như em chụp cái thẻ luật sư của em vậy đó, em chụp ở ngoài thôi mà không, cái đó ở trên Google đầy hết, cho nên chị dịp đầu chị cũng sơ xuất giống như cái hình mà ông chứng chỉ hành nghề của ông luật sư ẩn danh đó, em cũng đưa cái mặt nó, cái hình cái mặt nó mới cáo à, nó mà nó có từ năm 18. Ngộ quá ha. Ngộ cái là nó có năm 18 mà năm 19 nó bị kiểm điểm luôn rồi, bị thâu cả chì lẫn chài luôn rồi. Cái thằng đó nó ngộ quá ha, nó nhục thiệt á. Mà em cũng nhục nữa, em đưa cái năm 18 á, em đưa chứng chỉ hành nghề ra, em đưa buổi tối có 2-3 phút em cũng xóa rồi. Mà em đưa cái gì? Em đưa đó ở trên Google, em ép vô em làm. Em thạc sĩ mà, em thạc sĩ luật mà cái gì em hiểu luật, em nắm luật mà cái gì em cũng làm sai luật. Em ghép hết, ghép photo vô á, sao y thị thực của phó chủ tịch ở quận Tân Bình, Bình Tân vậy đó. Em ghép hết cái đó vô. Xong rồi bây giờ em lại ghép luôn cả chứng chỉ hành nghề của ông Sơn nữa. Mà trong khi em nói rằng là ông Sơn ổng không có ổng không có gì là luật sư. Em khẳng định ông Sơn cũng không có luật sư, bị này bị nọ bị kia. Em khẳng định vậy mà giờ em ghép chứng chỉ hành nghề mà em ghép năm 18 em hài không? Em ghép năm 18 mà năm 19 nó bị kiểm điểm rồi. Cha Sơn này cũng học dốt thiệt ha, được cái chứng chỉ hành nghề xong mà lạm dụng chức vụ quá ha, cho nên làm quá, lạm quyền quá, làm này làm nọ, xong năm 19 mới lên năm 18 mà đưa chứng chỉ, cái là năm 19 là bị treo, tịch thu cả cái gì, tịch thu cả chài, mất hết luôn. Nhục không? Đó, Hồng Sơn thấy nhục không? Hồng Sơn, Thanh Trần nó đưa ra đó, chứ tôi đâu có biết ông có cái chứng chỉ đó. Thanh Trần nó đưa ra, Nguyễn Hồng Sơn đưa hình ông lên luôn đó. Chứng chỉ năm 18 ăn ở làm sao mà được, cái chứng chỉ hành nghề chưa làm gì không có đúng, không có đạo đức luật luật sư, cái năm 19 mất mẹ nó luôn, bị liên đoàn luật sư thành phố, bộ tư pháp và bộ tư pháp thâu một cái chứng chỉ hành nghề, rồi ban thường vụ của liên đoàn luật sư thu luôn cả cái thẻ luật sư vậy. Những người trong nước đang là say giấc ngủ ngon lành, bỗng một cái là Thanh Trần đưa băng đêm để lừa quý khán thính giả của ở bên nước ngoài, hèn chi bà nói cái đám fan Thiền Am nó giàu và chơi sang thì cho nên là bà nghĩ là dốt rồi bà làm phải không? Nhưng mà cái đám fan Thiền Am thì tùy người nha, như cái người Tiến Dũng, cái người mà Tú An tình yêu thì khỏi nói rồi, đúng chưa? Chỉ tội cho quý bà con cô bác ở xa thôi. Ủa bà đưa cái này chi vậy bà Thanh Trần, bà không đưa lên? Ủa bà chỉ có nói là nó có thôi hả? Sao
mà đâu phải đâu, cái này là ở trên Google có sẵn mà, bà chê Google sao bà lấy ở trên chi vậy? Không đúng, bởi vì cái này nó có đúng đâu, đúng không Thanh Trần? Đưa cái mặt năm 18 dán cái hình này hả? Ủa năm 18 tới giờ thằng anh của bà không có đổi tí nào hả? Chứ tôi theo cái đám, tôi theo cái trend tiền em là chỉ có năm ngoái đến năm nay thôi mà tôi nhìn mặt tôi hả là già chát luôn á. Công nhận hàng này cũng đẹp trai quá hen, hèn chi nó thương mày quá trời luôn. Sơn ơi là Sơn, nó chơi luôn chữ ký của Sơn hả? Cái này có phải chữ ký của Sơn không Sơn hả, hay là nó ký giùm em vậy? Trời ơi nó mị khán giả, bởi vì quý khán thính giả thân thương của Phan Thiền An ở trên kênh Thanh Trần nghĩ làm sao khi mà Thanh Trần nó coi mình là một cái đứa ngu si khờ dại quá, nó làm cái gì mình cũng nghe hết á. Không những vậy mà giờ đăng ký quá trời cao luôn, tôi cũng bái phục bà luôn á. Không phải là tôi ganh tị đâu nghe, nhưng mà tôi không hiểu tại sao thôi. Tôi thấy mắc cười quá. Và lúc mà tôi rời khỏi kênh bà thì là 37 mấy á, chưa được 38, rồi giờ là ba, nhờ bà đưa lên lên cái hình này cái nó đẻ ra 39 người, 1.000 người đăng ký luôn, bái phục. Google nó sợ cái đã được, các bạn có hiểu ý không? Đó, hèn chi bà search Google ra cái hình đó. Mà khổ một cái là bà xóa sạch sành xanh mấy cái hình thumbnail toàn là hả luật sư ẩn danh nó ngóc cái đầu ra, nó có chứng chỉ hành nghề rõ ràng vậy đó, bà đưa lên vậy đó, mặt bà cũng giấu mất tiêu, cho nó là ẩn danh, bà nhục vậy hả? Bà nhục hay Hồng Sơn nhục nè? Hồng Sơn chị hỏi coi, em có chứng chỉ hành nghề em Thanh Trần đưa lên vậy đó, vậy sao giờ nó cứ đưa em là luật sư ẩn danh không vậy hả? Chị Ngô Quân chỉ móc cái đầu em chui ra cho cộng đồng mạng thấy, rồi giờ em chui vô lùm cho đồ em ẩn tiếp hả? Hồng Sơn em phải nói con em của em nó có cái kênh YouTube thì làm cái thumbnail ra luật sư Nguyễn Hồng Sơn nha, chứ để nó đưa cái hình vậy cái chị nói em khình đó, tại vì cái giấy đó chị thấy giấy giả, chị dốt chị thấy giấy giả. Mà không biết em luật sư em thấy giấy giả hay giấy thiệt, nếu mà em thấy giấy thiệt em lên em nói một tiếng hai tiếng em hẳn chui xuống. Ủa mà có cơ hội nói đâu đúng không, nó rút xuống mẹ nó rồi. Nó coi em như rác như rơm vậy đó nha, Hồng Sơn, nó vừa đưa em lên buồn lấy em xuống, nó coi em như là loại rác hả. Mắc cười. Dạ em chào cả nhà thân thương mình nha, em chào chị Việt Nguyễn, em chào cả nhà nha. Rồi nói tiếp đi. Nhưng mà bọn nó đó, Ê, nhưng mà bọn nó là mất dạy rồi, mất giáo dục rồi, bọn nó là ai? Em chào anh Phúc An, bọn nó là ai? Cháu chào cô Huệ Thanh nha. Bọn nó là ai? Em chào chị Văn Minh. Hả? Chị Ngọc Dung Phan, em hai chị. Bọn nó là ai? Hả? Bọn nó là cái Tú An tình yêu ở trên kênh cô phải không? Là nó Tú An tình yêu nó già vậy mà nó ngu quá ha. Tú An tình yêu công nhận là ngu hơn Nguyệt Nổ. Nguyệt Nổ không có tin, không có tin cô, nhưng mà Tú An tình yêu tin cô, vậy là Tú An tình yêu nó ngu hơn Nguyệt Nổ, tại vì băng tứ trụ là có Tú An tình yêu mà. À mà phải rồi, Nguyệt Nổ khổ một cái đâu theo ông Sơn đâu, Tú An tình yêu theo ông Sơn mà, quên nữa chứ. Làm thơ ký rồi đánh máy rồi này nọ cho chú vùng biên TV để dụ thưa Tấn Trần đó, đúng chưa? Hèn chi Tú An tình yêu là phải theo bén gót bà luôn, theo bén gót ông Sơn luôn. Ngột. Ngọc phải không? Dân mất trình độ mà. Đây, Ê, nói cái đầu óc Hiếu Thắng lại phải đưa lên cái thằng nào nó có thắng vậy? Thằng nào không có mà nó làm cho có là nó hiếu thắng chứ, thằng nào hiếu thắng thì không trần hả, thằng nào hiếu thắng đến nỗi mà 300 clip cũng xóa luôn, thậm chí là vậy cũng lên nói bằng được rồi, thằng nào hiếu thắng là nói láo cũng không sao, hiếu thắng mới nói vậy chứ, tại vì thạc sĩ là nói như đinh đóng cột chứ ai như đinh đóng bánh lọt vậy, đúng không? Đóng bánh bò, em là cái loại mà như đinh đóng bánh bò vậy, lời nói của em là em chỉ có quăng thôi à, đúng không? Em chỉ có quăng ra rồi khán giả của em, rồi bên em là chỉ có em chỉ có quăng ra rồi khán giả lụm lại. Lời nói của em là em quăng ra rồi khán giả lụm lại, chứ lời của chị Lan là lời ngọc lời vàng, lời của luật sư Lân là phun châu nhã ngọc, chứ còn em là thạc sĩ Khiền, em chỉ có quăng ra thôi rồi khán giả em lụm, đúng không? Tôi ăn tình yêu nó lụm lại, nó lắp ráp, nó lắp ghép. Em chào cả nhà nha, cho em khùng em khình thêm nhỏ này rồi. Nó Cho nên không nghĩ ra, không nghĩ ra là tôi, bởi vì các bạn biết không, nhiều khi tụi nó đưa thông tin mà tôi thấy dễ dàng tra ra quá, làm việc tôi để lại rất lâu. năm cái on để nghe,
Ôi trời ơi, im mà im cái coi tôi vui quá trời vậy nè. Regina Nguyên, hai con trời ơi, hôm nay con để một dàn máy làm việc 5 cái on luôn để nghe. Ôi trời ơi, nghe cái hai cái con nghe 5 cái chắc con banh lỗ tai bà này quá con. Ơ hai con cảm ơn con nha. Em chào chị Hội Nguyễn, chị thì Hội Nguyễn phải lắp. Em chào chị Ngọc Dương Phan, chào chị Vân Minh nha. Em chào chị Tinh Trần, anh Lê, em chào nha. Thành nói tôi đâu có khùng, không khùng đâu. Ngọc nói tôi tâm thần. Em không có biết, em nghe bữa đó em làm, em nghe bên kênh Tú á, là nó đưa ra cái mọc tâm thần thiệt đó. Thiếu trai hồi mà thiếu máu rồi là bệnh hoạn thiếu máu hồi đời cô Thanh Hằng á, đời cứ Thanh Hằng hoài, sorry, đời cô Hằng Lại Nam á, thì cổ hù một cái bắt đầu nói tôi thiếu máu thiếu hồng cầu rồi tùm lum phải vô máu. Đó là cũng tại nói tại tự bị là thì đó. Rồi bây giờ Tú nó làm cho một cái giấy ở bên liên đoàn luật sư, nó thưa tới thì cái bây giờ là lại khiền tiếp. Lại khiền hàng chi, Mộc nó biết quá trời mà. Mộc nó ở trong cuộc quá, nó hiểu trong kẹt hết rồi. Còn gì nữa, nó khuyên vậy thôi bó tay. Nhưng mà cố gắng làm. Làm việc cái gì thì quý khán giả hiểu sao chút nó nghe. Có chừng trò mèo gì? Có chừng mình dính cái trò mèo của tụi nó. Anh chào chị Ngô Châu. Bà hôm nay tụi nó đã bị dính câu của tôi. Cái thông tin đó là trên Google. Bởi vì hôm nay tại sao mà tôi muốn nói đến đề tài là nó, bởi vì tôi dùng cái này tôi dạy chị Lan thèm chuối. Ủa, cái con cái con này mất dạy rồi ha. Em dùng ngôn từ em dạy chị Lan thèm chuối. Kính thưa hai bác, bác trai bác gái, ba mẹ của cô Thanh Trần thân mến, bác cho con hỏi rằng á, khi một người mà nhỏ hơn bác là vai em của bác, mà chính bác lớn rồi á, bác có dùng từ là tôi dạy không? Tôi dạy cô thế này, tôi dạy. Cô là cô vai em, con xin nói cô vai em nha, chứ không phải là loại cháu chắc để mà nói rằng cô để cho con cái của bác nói lại nói theo nha. Con chỉ nói là cô là vai em. Vậy thì thưa hai bác có nói là mày ngồi yên để tao dạy, hoặc là cô em của bác tên là chị Lan đi, thì bác có dạy không bác, hay là bác dùng từ khuyên à? Con thì chắc là như em con thì con dùng từ khuyên, chứ con không thể nào là con nói là con dạy đâu. Nó lớn rồi, nó 18 tuổi, nhiều khi nó khôn hơn con nữa đó. Nên vậy thì bác ở nhà có khi nào mà Thanh Trần dạy hai bác không vậy ạ? Tại vì hai bác già chắc là cũng bằng ba mẹ con, chắc già cũng lú cũng lẫn rồi đúng không ạ? Chắc cũng còn là gần trở về cát bụi rồi đúng không hai bác? Đúng không? Hai bác cũng gần đất xa trời rồi phải không hai bác? Vậy con hai bác nó có dạy bác không? Hả hai bác? Tại vì con thấy hai bác là con nó nhà có văn hóa, có giáo dục quá mà để nó dạy người lớn. Trong khi cái đó, bản thân nó không có giá trị, không có nhân phẩm đạo đức. Nói thì nó không có nói, nó không có dùng ngôn từ nói, nhưng mà nó phải quăng ra. Nó phải quăng ngôn từ của nó ra chứ nó không có biết nói. Như vậy là hai bác nghe được không ạ? À? Hai bác dạy con hai bác khéo không ạ? À? Hồi nhỏ nó có tranh sau tranh đẻ ngựa không bác? Bác gái ơi, nó có hành bác không bác gái? Chắc con nhỏ, con nghĩ là con nhỏ này chắc nó cũng hành bác lắm đó mà, đúng không? Buồn cho số phận nhà mình quá bác hà. Có con thạc sĩ dạy cho nó ăn, nó học mà nó lên trên cộng đồng mạng mà nó coi ai không ra gì, vì nó ỷ y nó là con nhà có số, có má, là đảng viên và là có trí thức á. Nó ỷ nó là có, ủa nó có kiến thức á, xin lỗi, nó có kiến thức á, chứ con thấy nó không có trí thức. Nhờ kiến thức là chắc hai bác cũng là mình cố gắng có để đức cho nó mới có kiến thức á. Mà giờ nó có kiến thức. Ủa hai em, chị thấy em like mà, chị vừa like xong là chị thấy em like mà. Mới thức thì mà Tú. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh có một luật sư Thanh Trần lên mạng ăn nói kiểu này làm sao? Dạ, tại vì em cũng không biết sao, cố gắng cầu sao là cái đơn của Tú á, đừng có để cho liên đoàn luật sư họ nói là ô sợ cái nhà nó có số có má quá, thôi không làm, làm vũ thôi chứ không như làm Thanh Trần. Tại vì nhà Thanh Trần có số có má là đảng viên quá, chắc liên đoàn luật sư có sợ gì không chú Hậu? Hả? Ông Lễ có sợ không Lễ? Tại nhà này có thạc, nhà thạc sĩ luôn đó, trí thức lắm á, thạc sĩ đó.
Có số có má lắm mà. Mà sao mấy ông để liên đoàn luật sư thành phố không có nhìn vào kiểu này, chết rồi. Liên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh ơi, trời ơi, đừng có để thằng Ngọc Viễn Đông mà có cái con thạc sĩ khiền này nó lên, nó chạy rong tùm lum hết á, nó nói không có ra vậy trơn á. Người ta khi cả liên đoàn là anh bị ảnh hưởng nữa. Người ta nói trời ơi, thạc sĩ chứ phải luật sư đâu, thạc sĩ, luật sư, liên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh mà có con thạc sĩ khiền. Vậy liên đoàn nghĩ sao ạ? Cũng chắc cũng rất ước mong là những nhà có cơm, có kiến thức, có kiến thức, có trí thức, họ nhận định chắc mía sau có dốt, mía sau có đốt nhà dột có nơi, cho nên nhỏ này nó chắc nó không ảnh hưởng đến liên đoàn, đúng không ạ? À? Vậy coi nhờ liên đoàn coi nha, cô ta xúc phạm đủ thứ, cô ta vu khống đủ thứ, cô ta nhục mạ đủ thứ, cô ta sai vi phạm pháp luật trầm trọng luôn. Rồi nói đi Thiền, nói chứ cái đừng lại. Chị Lan thèm chuối giờ vừa quăng bom mà vừa quăng tinh dịch luôn. Chị Lan thèm chuối vừa quăng bom là cái từ bóng hồi hôm qua à, nói có một số từ tôi nói từ lắm, xin lỗi cả nhà nghe, đó là Thanh Trần nói từ bóng, thành thành ra chi cứ quên nói từ lắm theo của ông anh ở bên trời Tây á, là nghĩa lắm, nghĩa lấy á. Còn Thanh Trần nói là từ bóng có nghĩa là bóng gió đó nha. Trái chuối nghĩa đen là trái chuối, nhưng Thanh Trần nói là trái chuối nghĩa bóng. Hôm qua chi không có lên like, quên, xin lỗi ngày hôm kia là chi nói từ bóng ngay cả nhà, tại vì Thanh Trần nói là trái chuối từ bóng có nghĩa là trái chuối nó không có được đẹp, nó là bóng, dùng từ ngôn từ bóng gió đó, có nghĩa là trên tháp cộng đồng của Thanh Trần á là có một cái hình á, cái người chẳng hạn để trái chuối vậy, tại vì nó là từ bóng gió đó nha cả nhà. Yeah, em chào chào cả nhà mình nha. Dạ yeah, em chào chị Vân Bà. Khi mà các bạn thấy tự nhiên có một cái thông tin mà các bạn tìm trên Google dễ dàng quá nè Thanh Trần, bởi vậy tìm trên Google, tìm trên Google dễ dàng quá Thanh Trần, mà đưa luôn cả cái thẻ chứng chỉ hành nghề của chứng chỉ hành nghề ở trên Google, Thanh Trần là bịa luôn đúng không? Thanh Trần nói ông ẩn danh là có chứng chỉ hành nghề đúng không? Ủa mà sao Thanh Trần nói ẩn danh có chứng chỉ hành nghề, ngồi đó đi mấy phút đây, có 7 phút hả, ý là bỏ qua một đống rồi đó. Thanh Trần nói là chứng chỉ hành nghề, vậy thì sao Thanh Trần lại làm kiểu này hả? À, Thanh Trần đợi chút xíu tôi đưa cho nghe. Ông có chứng chỉ hành nghề mà sao Thanh Trần không dám nói về anh luật sư Nguyễn Sơn, anh nói về anh luật sư Sơn. Đấy. À, sao Thanh Trần nói, để chậm chậm lại, sao Thanh Trần nói là luật sư Nguyễn Hồng Sơn mà Thanh Trần không dám nói, Thanh Trần sửa lại là tên Nguyễn Hồng Sơn vậy, nhục vậy. Đây, làm lại. Mẹ nó Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói về anh luật sư Nguyễn Hồng Sơn, nói về anh Nguyễn Hồng Sơn là sẽ bét. Ông Hồng Sơn ơi, ông thấy nó nhục không? Nó đưa cái chứng chỉ của ông lên mà giờ nó không dám nhận ông là luật sư đó. Nó nói là cô Như Quỳnh đó bệnh, nó nói luật sư Nguyễn Hồng Sơn, sửa lại anh Sơn là sai biết. Sai biết. Rồi nói tiếp nè. Để Phan tôi đưa coi tôi còn cái nào ngộ ngộ hay hay không. Để tôi đưa cho đây nữa nè. Không phải luật sư mà tại sao Thanh Trần nãy giờ cứ ấy hoài vậy, đưa cái bảng lên làm gì? Thì không thuộc thành viên của liên đoàn. Ờ, đó luật Hồng Sơn nó không phải là thành viên của liên đoàn. Nó không phải là thành viên của không phải là thành viên của liên đoàn, vậy sao đưa chứng chỉ hành nghề của nó lên hồi hôm vậy? Hả? Sao? Lừa Quý Mạnh, lừa Quý Mạnh Thường Quân đúng không? Rồi lừa quý khán thính giả ở bên nước ngoài phải không? Tại vì giờ đó là ở trong Việt Nam ta ngủ hết rồi, cho nên lại lừa khán giả bên nước ngoài đúng không? Rồi bắt đầu khán giả Việt Nam tỉnh thức lại thì là bà lo bà xóa đúng không? Bà chỉ lừa quý khán thính giả là ở bên nước ngoài thôi đúng không Thanh Trần? Nhục vậy hả? Giá trị của bà có nhiêu đó thôi sao? Nào là xóa mấy trăm clip, nào nói rồi trên tháp cộng đồng cũng lấy xuống, rồi bây giờ đưa chứng chỉ hành nghề lên rồi nóng chưa được nóng khỏi cũng tháo xuống là sao? Bà khi dễ cơ quan chức năng quá vậy nè. Bà sửa bà chỉnh, bà giả mạo luôn cả giấy tờ của cơ quan ở quận Bình Tân, Tân Bình gì đó,
cái mộc quốc quy đàng hoàng đó với ông phó chủ tịch mà Tú nó lại sao y thị thực đó, bà sửa luôn. Rồi bây giờ cái chứng chỉ bà cũng sửa luôn. Rồi nói trong khi quan trong khi bà công nhận ông Sơn không có phải là luật sư nha, không phải là luật sư nha, mà cái chứng chỉ của bà năm 18-19 bà khoe lên, bởi vậy bà chẳng khác nào bà dỗ vô mặt thằng anh của bà là Hồng Sơn. Năm 18 có chứng chỉ hành nghề, năm 19 bị mất, lấy mất hết trơn, vừa chứng chỉ vừa thẻ mất luôn, đúng chưa? Vì nó quậy quá mà chứng tỏ như vậy là bà bôi bác thằng anh của bà đó, thằng Hồng Sơn nó quậy quá à. Quậy bên luật sư nhiều quá cho nên là bị bên tư pháp họ lấy mặt mẹ nó cả chì lẫn chài, đúng không? Ý là mới năm 18 có thôi, năm 19 hủy, đúng không? Nhục vậy, quậy dữ vậy, lừa bịp ai hay sao vậy, lừa gì vậy mới bị cái luật gì mà nặng lắm mới bị mất cả chì lẫn chài chứ, không biết hỏi nha. Thuộc quản lý của liên đoàn thì liên đoàn không được cung cấp những cái thông tin thuộc dữ liệu cá nhân đó. Giờ bây giờ bà lại bà đưa cái thẻ lên chi, giờ bà công nhận là ông Sơn không phải của liên đoàn. À, vậy ông Sơn không phải của liên đoàn có nghĩa rằng bà công nhận giấy của Tú chính xác, đúng không? Giấy của Tú đưa cái quyết định cái ngày 22 tháng 5, ngày sau cùng đó, hình như là ngày 22 tháng 5 á, cái giấy mà có quyết định của bên Bộ Tư pháp và của Ban Thường vụ Đoàn Luật sư đó. Này là bà công nhận đúng chưa? Rồi. Bây giờ người ta không còn sinh hoạt ở liên đoàn nữa. À. Người ta bị tịch thu, người ta có quyết định không. Thì người ta bị tịch thu là bị tịch thu đi chứ làm sao? Rõ ràng bị tịch thu. Bà muốn tôi đọc cho nó đỡ, cho nó bà nhục lên thêm không? Hả? Bị tịch thu, rõ ràng. Nói đi chứ đừng có mắc cỡ. Tại thằng anh mình bà cho chứng chỉ năm 18-19 nó bị tịch thu, thì bây giờ là nó bị tịch thu chứ sao bà nói kỳ vậy? Bà ngại à? Hả? Nói lại coi. Người ta có quyết định thu hồi giấy chứng chỉ hành nghề. Không có thu hồi, tịch thu là tịch thu, không có thu hồi cái khỉ gì hết á. Người ta không còn sinh hoạt ở liên đoàn nữa. À. Người ta bị tịch thu, đúng. Người ta có quyết định người ta bị tịch thu. Nghe. Thu rồi. Hồi giấy chứng chỉ hành nghề. À. Thẻ luật sư rồi. À, bị mất cả chì lẫn chài rồi. Người ta không còn là thành viên của liên đoàn nữa. À. Thì liên đoàn tại sao đi cung cấp thông tin cá nhân của người ta? Ủa không biết hả? Lại phải kể. Con đường của Tú nó đi rất là gian nan. Thứ nhất là nó đi hỏi liên đoàn để biết ông này có phải luật sư không, tại vì luật sư ẩn danh nhưng mà lừa bịp cha nó. Chính là Thanh Trần nói là cụ không tin ai hết, chỉ có tin ẩn danh thôi. Thì nó muốn coi là ông có phải là luật sư hay không, mà tía nó lại nghe lời. Mà tía là gần đất xa trời rồi, lừa ai không lừa, lừa cái người gần đất xa trời là một tội ác. Cho nên nó phải cứu cha, nó năm với luật sư đó, cứu gia đình Đại Thiện Am rồi. Bây giờ nó phải đứng lên nó cứu cha nó tiếp nữa. Cha ơi đừng có tin. Nhưng mà Thanh Trần rõ rẽ với cha nó, Thanh Trần nói là giờ ổng đã ông cụ phải tin. Chính Thanh Trần nói mà. Dạ em chào anh Ngọc Trần, em chào bé Đỗ Lê, em chào chị Trung Cơ Thị nha. Em chào Sáng Hồ, em chào cả nhà mình nha. Đúng chưa? Thì bây giờ nó mới làm đơn, nó thưa để nó biết rằng nó thưa luật sư Hồng Sơn là tố cáo nó về 10 cái bill là đúng hay không, và nó sẽ cho tía nó, tía tin con, tía không tin, tía tin cái thằng ẩn danh nó bao năm nay rồi. Cho nên nó mới làm đơn lên liên đoàn, nó làm đơn nó không biết Sơn nào thì thôi lên liên đoàn, mét lên liên đoàn. Liên đoàn thấy tội nghiệp quá, liên đoàn nói nè đây để cho em một lít, năm người này hai người kia, em về em coi ai em làm. Tại vì tên Sơn, em ghi tên Sơn thì giờ liên đoàn cho vậy đó. Nó về nó buồn quá, nó rầu quá, nó chán quá, nó nói vậy là sao giờ tới 7 người, hai người này, năm người kia em phải làm sao? Thế là cộng đồng mạng, những người thương yêu nó thật sự là người giúp thông minh này, người giúp thông minh nọ, bày cho nó đi. Thế là nó lại đi ra Hà Nội, bay ra nhắn nhủ ngoại, ở ngoại họ nói ủa sao em lì vậy, thôi bây giờ nếu mà như vậy thì anh gom ngọn lại cho em nè. À, là chỉ hai luật sư thôi, 172. Nó lại về nó nói thôi giờ con bỏ cuộc rồi tía ơi, con buồn quá, nó nên thằng ẩn danh này mà tía không biết ngày tháng năm sinh, làm sao con mét để con cho tía được rửa nhục đây. Con cũng rửa nhục đây, nó bắt con làm 10 bill, nó vi phạm con vô bốn bức tường này tía ơi. Thế là tía nó cầu nguyện gia đình Thiền Am, cầu nguyện cộng đồng mạng, cầu nguyện sáng soi cho thằng nhỏ.
Thế là mấy chị quý khán giả này nè, quý khán giả là thương yêu gia đình Thiện Am thực thụ nè, mỗi người giúp một tay. Bên nói cho nó không được quỵ nghe em, đứng lên. Nó đứng lên làm sao chị? Ok, cho mày ngày tháng năm sinh nè, căn cước công dân bonus nữa nè. Thế là nó lại bay ra Hà Nội nó làm. Cái Hà Nội nó ô, thằng này cũng lì quá ha, có công mày sắp có ngày nên tiêm cho em biết này, ngày tháng năm sinh của thằng này nè, bị hai cái kỷ luật nè, bị tịch thu cái này, bị tịch thu cái kia nè, coi như mất cả chì cả chài nè em trai. Thôi em đừng ra liên đoàn nữa nha, em vô Nam đi, bắt đầu tiến hành đi em, chúc em may mắn đó. Liên đoàn luật sư nói vậy đó. Hiểu chưa? Nó xử dầu cái một cách là chà đạp danh dự. Dạ em cảm ơn, dạ cảm ơn cô. Dẫn dắt leo lái nhục mạ hai con người, một con người trên công văn nè, nó không có nhục mạ nha, nó đọc giấy đàng hoàng, nó không có nhục mạ, nghe giấy của liên đoàn đưa sao đưa lên vậy chứ, không có nhục mạ nghe. Chính Thanh Trần nhục mạ gia đình nó, chính Thanh Trần xúc phạm cha nó, chính Thanh Trần xúc phạm mẹ nó nha, chứ nó không có nhục mạ nha Thanh Trần nha. Thanh Trần xúc phạm nó cỡ nào? Không biết sao cho công an đó, là một người cũng chung tên là Nguyễn Hồng Sơn. Ừ. Có cái nickname do cộng đồng mạng đặt là luật sư ông Danh. Ủa, nó có cái nickname hả? Nó là luật sư mà Thanh Trần đưa lên cờ mà trên kênh của Thanh Trần, là Thanh Trần ghi làm sao? Ghi cái tiêu đề là luật sư Nguyễn Hồng Sơn. Rồi bây giờ tự nhiên Thanh Trần nhục, thấy nhục quá, lục xúc ăn dơ thấy nhục quá, cái Thanh Trần mới cho rằng là thôi lại là ẩn danh. Chứ cái đời ẩn danh là cuộc đời nó ẩn từ hồi trên kênh Nông Dân Miền Tây. Nhưng nó thấy năm quý luật sư ra ngoài, năm quý luật sư hiên ngang cứng cáp rồi, thế là bắt đầu y ta mới chui đầu ra bằng cách chị Ngô Quân thấy vậy chụp liền, quay liền, không còn cách cơ hội núp vô trong mây rùa nữa, đúng chưa? Thế là nó xuất hiện luôn tới bây giờ. Mà Thanh Trần nghe kênh nên bà Tư Cồn Muối á, bà mới nói trên kênh hôm qua hả, hồi sáng gì nè, vui lắm. Đâu có nói Thanh Trần, đâu có nói kêu tên Thanh Trần đâu, để coi còn ta, đâu có nói kênh Thanh Trần đâu mà nói cái con bảy màu. Cái con bảy màu chuẩn bị đi, nghe cái con bảy màu nghe mắc cười lắm. Đây nè, Thanh Trần nín cho đó một chút nha. Nghe cái con bảy màu của Thanh Trần nói chuyện nè. Ừ, cái tội đâu, mày có biết anh Lân ha, anh Lân. Nè, chẳng anh về lỡ anh đi ra ngoài hồ. Đi ra ngoài hồ rùa lỡ ông thái mái, trộm ơn té hồ rùa này kia, có chuyện này chuyện nọ nữa. Thì bây giờ mời anh chứ, chẳng anh về chứ. Chứ công an tới công an mời hoài, ông lên mời công an tới công an có gì đâu mà sợ ta. Công an chỗ nào cũng vậy thôi, như nhau, có gì đâu mà sợ. Nghe một cái clip bạn Lân nói này là. Vì vậy, con nghe được hết, đúng rồi con, nó phá đó con. Con nghe kênh của chị Lan cũng bị phá. Không những gì nữa mà bình luận á, có một chữ nó cứ để hoài, nó không cho bình luận tiếp theo. Nhưng mà thoát ra rồi đi vô lại thì được. Dạ, em chào anh chị Phúc Xuân. Tôi gặp lãnh đạo công an là bác Lâm Minh Hồng đúng không? À, mà giờ công an tôi mời lên thì ổng không có trốn. Ổng trốn không có trốn lên. Đây đang nói về luật sư Lân á cả nhà. Kỳ ta. Trời, 2000 mà chỉ có 663 anh chị like giải tờ vậy là trong này là đi bảo. Rồi, cả nhà like giùm em nha. Nhờ si em nhắc á. Cái nhà la dùm chị Hoàng nha. Bảo. Nói đi. Xin chào chị Thiệt Cúc. Bữa nay có gì tới lần được 2000, cái tuần bữa giờ này lai là từng ngàn mấy lắm rồi, đỡ chập giờ á. Đâu có được xem gì đâu, tại bữa nay có chị với mấy anh chị xuống đồng. Không mất tiêu của chỗ nào rồi ta. Nước gì? Đâu, từ từ nghe Thanh Trần, để cho nó nhanh. Tôi có làm dấu mà không biết giờ chỗ nào nữa trời. Bà nói chỗ nào á, cho nó nhanh. Mất tiêu rồi. Không nhớ nữa. Tại rằng đội 7 phiên tòa là ngon nha. Dạ. Chuyện công an tới. Chờ cho Linh Nguyên nha. Có ký hợp đồng bảo vệ các cô nữ trong đó. Bảo vệ nhưng mà phải có bằng chứng. Bảo vệ thì người ta bảo vệ, còn bảo vệ không được thì sai. À nói cô hoặc nói xấu tôi chứ đang là nó khác. Nói cô Hoàng Quanh. Thì mọi người có một cách bảo vệ khác nhau, thì giờ cô này bảo vệ hay quá thì cô đi theo luôn chứ sao? Không, cái cô kia chưa có tội nha. Cô 100 nó có tội gì đâu. Chưa có tội thì từ từ thì cũng nhờ cái lỗ miệng quá con luật sư cá bảy màu á, cũng nhờ cái lỗ miệng, nghe không Thanh Trần, cũng nhờ cái lỗ miệng của con luật sư cá bảy màu á. Là Thanh Trần á, để tôi dịch ra cho nha. Tôi nghe cái này mà tôi vừa làm mà tôi vừa mắc cười nha. Nghe lại này Thanh Trần ha, việc của cô Bùi Ngọc Trâm là do cô luật sư Hoàng Anh, nhưng vì cái con cá bảy màu nó lanh chanh vô nè, nó đi ra Hà Nội ABC nè, Thanh Trần nghe lại nha, tại con cá bảy màu á nè. Dễ
đó hên xui, cứ gì khi ổng là người thực hiện thì sao mình mới giả định là có thể có người chỉ đạo trong nói thì không biết được. Là đạo đội nhóm thì thằng nào cũng giống thằng nào và tội nó cũng giống nhau, quan trọng là thằng cách thằng nhiều thôi. Người nào tiên soạn kịch bản tiên soạn mọi người có một cái mà nói là không có tội. Cô Quanh phải chuyện gì cho học Hoàng Anh hả? Hoàng Anh là cái người lên nói con buồn trăm là bị khám xét. Là vụ cô Bùi Ngọc, cô Trân Ngọc Xuân, cô Bùi Ngọc Trâm là cô luật sư Hoàng Anh là người bảo vệ cho thân chủ là cô Trân Ngọc Xuân. Rồi. Sắp tới thì còn chứng bảo ở đâu ra? Đó là bảo cái chứng bằng chứng ra. Chứ là bà Hoàng Anh cũng khá nặng ha, đòi quậy phiên tòa là một nè. Rồi đòi kiện đây nói nha, nói từ từ cho mình nghe nè, Thanh Trần Thanh Trần nghe hậu quăng cho Thanh Trần này nha. Công an tới mà kiện luôn rồi chứ đâu gì nữa. Mà tại vì cô đó là cổ có ký hợp đồng bảo vệ các cô nữ ở trong đó mà. Bảo vệ nhưng mà phải có bằng chứng. Thì bảo vệ thì người ta bảo vệ, còn bảo vệ mà không được thì mà sai thì xuyên tạc nói xấu cơ quan chức năng là nó khác. Làm sao mà chấp nhận được thì mọi người chuyện đó. Cái đó mình không bàn nghe, tôi lấy cái đó còn bảy màu sao mình nghe. Không, cái cô kia chưa có tội nha, cô buồn trăm đâu có tội gì đâu. Con bảy màu chưa có tội thì từ từ thì cũng nhờ cái lỗ miệng của con luật sư cá bảy màu á, cũng nhờ cái lỗ miệng của nó, tao nói không phải là kêu miệng mà cái lỗ miệng luôn á. Không mà hồi đó là nhờ Hồng Sơn chứ Thanh Trần nhiều lắm á. Tại vì Thanh Trần á là Thanh Trần á đâu có dùng ngôn từ nói đâu, Thanh Trần chỉ có dùng ngôn từ là Thanh Trần quăng ra, cho nên bà Tư Cầm Muối này nè, bà dùng bà cũng nói là tại cái lỗ cũng là cái lỗ miệng của Thanh Trần đó, cái lỗ miệng của Thanh Trần quăng la ra đó nha. Đó xứng luôn đó, xứng bà Tư, quá cho tôi chỉ lấy câu này thôi à nha, vì cái lỗ miệng của Thanh Trần đó. Mày nói bởi vậy hai người đó không, tăng giả người đội nhóm mình mới biết được nhiều cái bộ mặt ở bên trong, chẳng hạn như nè, hồi lúc trước mình chỉ mập mờ thôi, em bản thân em cũng mập mờ nha, là cái thông tin đó mà cá bảy màu là ai đó, dạ cái con luật sư Khìn á. Em nói luôn. Vì cái lỗ mồm của cái con luật sư Khìn đó, nó do nó đi bảo vệ cho cái cô luật sư cô gì cô Trân Ngọc Xuân ở ngoài Hà Nội đó. Mẫu đơn là kia giờ chuẩn bị đem chữ ký bỏ trong lòng mẹ bò đi qua lập bài tay ca đổ đó, lúc đó là em chỉ đặt ra cái nghi vấn như vậy thôi. Yeah. Nhưng mà sau khi họ cạch mặt nhau đó, họ vạch mặt nhau đó, yeah, thì Dòng Sơn đã khai sạch sẽ, thật ra cũng khai sạch sẽ luôn, khai rằng là nhận 4.600 đô của Nguyễn Tiến Dũng rồi đi qua bên đó. Indo đó. Vì cái trận này nè, luật sư Lân là đau khổ vì cái vụ này nè, cái này là do cái thằng luật sức ăn dơ nó đã liên kết với cô ta Gia Nguyễn Đỗ lâu rồi, cả con Mai Ăn Chay cũng dính vô cái cô ta Gia Nguyễn Đỗ lâu rồi, mà luật sư Lân nào có biết chi mô, theo lời của họ mới ra khốn khổ đến ngày hôm nay. Bây giờ nó ép luật sư Lân vô cái vụ mà của cái thằng Tiến Dũng với cô ta Gia Nguyễn Đỗ, cả nhà thấy không, trong khi cái thằng Hồng Sơn là cái người ở thằng lục xúc ăn dơ, là cái thằng đó nó đã làm hồi ở trên kênh Nông Dân Miền Tây, là bà ta Gia Nguyễn Đỗ đã gọi điện và xin số điện thoại từ Nông Dân Miền Tây để kết hợp với cái thằng ẩn danh, để bây giờ luật sư Lân bị tai tiếng như thế này nè. Thấy tội luật sư Lân không? Đồ.